Theo thống kê tại thành phố Hồ Chí Minh hiện đang có 1.455 tòa nhà cao tầng và trong đó có hơn 270 tòa nhà cao hơn 100 mét được xem là siêu cao tầng, thậm chí một số tòa nhà còn cao khoảng 400 mét. Sáng nay tại tòa cao ốc thương mại Sài Gòn Center, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cấp thành phố năm 2023. Tham dự diễn tập có hơn 3.000 người của 15 cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và gần 110 xe cứu hỏa cứu nạn cấp cứu. Tình huống giả định là tại khu vực thương mại nhà hàng ăn uống ở tầng hầm B2, tháp 2 tòa nhà Sài Gòn Center xảy ra sự cố rò rỉ khí ga. Cháy nổ xảy ra ngay sau đó và làm sụp đổ cấu kiện công trình phụ tại cửa hàng A. Lúc này tòa nhà mất điện, tại tầng hầm, hai ô tô va chạm biến dạng nghiêm trọng và bốc cháy dữ dội do rò rỉ nhiên liệu. Tòa nhà có hơn 6.000 người bên trong, nhưng việc thoát nạn trên tầng cao và tầng hầm gặp khó khăn. Lượng khói và khí độc phát sinh từ đám cháy lan theo các hệ thống kỹ thuật, trục thang máy, hành lang và buồng thang bộ len vào các tầng bên trong tòa nhà gây ngạt khói. Đã điều động rất nhiều xe cứu hỏa loại lớn cùng với nhiều xe thang, robot cứu hỏa hiện đại, huy động hàng loạt đơn vị chữa cháy từ 8 địa phương khác đến chi viện. Sài Gòn Center là tòa nhà có diện tích khoảng 151.323 m2, khối tích 900.000 m3. Tình huống tòa nhà Sài Gòn Center đã tập trung rất nhiều xe cứu hỏa. Chúng tôi quan sát thấy có nhiều xe rất là hiện đại như là xe thang cao hơn 50 mét hay là xe chữa cháy hai đầu và có cả robot cũng được điều động. Tòa nhà xảy ra cháy nổ cao đến 43 tầng và có 6 tầng hầm và bên trong có đến 6.000 người khi xảy ra sự cố. Ngoài lực lượng nơi xảy ra hỏa hoạn, các cơ quan chức năng đã phải huy động hàng loạt đơn vị chữa cháy đến từ 8 địa phương khác để chi viện. Việc chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối mặt nhiều nguy hiểm vì tại đây có một lượng lớn khói độc tỏa ra và xâm nhập vào đường thoát nạn. Và khi đám cháy tiếp tục diễn biến phức tạp, có chiều hướng lan rộng thì trưởng ban chỉ huy chữa cháy phải yêu cầu chi viện từ lực lượng Bộ Tư lệnh, Hội chữ thập đỏ, Trung tâm cấp cứu 115 và các đơn vị liên quan. Tổng nhân sự tham gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trường hợp này cũng lên tới khoảng 3.000 người.
Qua cái đợt diễn tập, tòa nhà đã phối hợp tốt hơn trong các tình huống khẩn cấp. Các khách thuê, cư dân biết trong trường hợp khẩn cấp, biết lối thoát hiểm ở đâu, biết công tác điểm danh như thế nào. Tất cả các lực lượng của tòa nhà cũng trong tư thế sẵn sàng để có thể chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, hướng dẫn tất cả các khách hàng thoát ra tòa nhà một cách an toàn nhất.